Các bạn ơi, các bạn biết đây là cái gì không? Đây là nước sốt sô-cô-la đấy. Này. Wow, thơm ơi là thơm. Vừa nãy tớ xin em của tớ nhưng mà em tớ ăn hết sạch kẹo rồi. Bây giờ còn mỗi một ít sô-cô-la ở trong này thôi. Quên tạm mọi người ơi. Nhưng mà nó ngon thật đấy. Trường thải ra bao nhiêu là khói bụi luôn mọi người ơi. Chết toi rồi, làm rơi mất hộp sô cô la rồi. Ôi, dính đầy bẩn thế này thì làm sao mà ăn được nữa. Tại cái xe kia mọi người ơi, đi qua là mình rơi cả cái thanh sô cô la này xuống. Bây giờ không ăn được nữa rồi thế này. À, phía trước kia cái xe nó làm rơi cái gì ở đường kìa mọi người ơi. Cái xe này nó chạy nhanh quá, nó làm rơi hết cả đồ xuống cái đường rồi kìa. Mà xe này không thể quay lại lấy. Để tớ thử chạy lại xem là cái gì nhá. Ôi, đây này. Con gì đây nhỉ? Ôi, đánh rơi con ong ở đường à? Thế còn cái gì đây? Ồ, đây nhìn cứ như là một cái máy bay ý mọi người ơi. Làm rơi cả con ong cả máy bay. Thế còn phía trước là cái hộp gì đây nhỉ? Lại đây xem nào. Ui, cái hộp này nặng lắm. Bên trong mẹ nghe có cái tiếng gì ý. Nhìn này, phía trước của nó còn có hình cái xe ô tô hay sao ý các bạn ơi. Nè, con ếch màu xanh này, con ếch màu vàng của anh Cam ăn được cái nào chưa? Ui, anh Cam được nhiều thế này, được mấy viên rồi này, anh Cam ăn được con nào chưa? Thì em thắng, của em Cam thắng rồi. Đâu được cái nào mà đã thắng? Đâu được, được cái nào? Đâu? Ui, em Cam chưa chơi được cái nào đã thắng. Thế mà đã nói thắng của anh này, của anh đầy một thằng, được đầy một khay thế này. Chán gì mà chán, em thua nên em lại kêu chán chứ gì. Nào, xem được cái nào thế nào. Ô, ai kia? Ai đi qua đây? Chán đi à? Nhìn tớ có cái gì đấy không? Có cái gì đấy? Đấy, anh Cam biết đây là món gì không? Muốn chích được ra giảm với ta. Bạn nói cái gì? Cái này á, chị mới nhặt được đấy. Nhặt được ở đâu cậu? Chắc lại được mẹ mua chứ gì. Không, có một cái xe tải nó đi qua, nó làm rơi cậu ạ. Thế là tớ mới chạy theo cái đuổi xe tải nhưng mà không đuổi được. Nên là lúc này tớ mới đem cái món này về cho anh em cậu xem đấy. Cái này á? Ừ, nhìn này, tớ nhìn bên dưới nó như một cái con robot ấy. Này, Cam có thích chơi món đồ này không? Món này thú vị đấy. À, thú vị á? Thế vừa nãy chơi cái đồ chơi kia chán chết được à? Chán gì, em Cam chơi toàn thua thôi, không nhanh mà. Wow, ui, cậu ơi, bên trong cái hộp này là xe. Còn các cái xe ô tô này. Ui, cả cái này nè. Cái thuyền này. Đâu? Ừ, cái thuyền với cả cái máy bay trực thăng cậu ơi. Còn đây là một cái xe trộn bê tông này. Ui. Thế còn bên trong này là cái gì nhỉ? Sao nhiều đồ thế? Đây hình như là một cái khoang tàu ấy cậu ơi. Khoang tàu á? Cái này là cái gì nhỉ? Ồ. Cái này nữa này. Sao nhiều thế? Thế còn cái này như kiểu người robot. Ờ, trông như là người robot. Để mở ra nhá, xem lắp ghép lại xem là cái gì nhá. Ở đây là có tờ hướng dẫn này các bạn ơi. Ui, trong một cái hộp này nó có bao nhiêu món đồ luôn cậu ạ. À, hình như tớ nhớ ra rồi cậu ơi. Cái này hình như tớ xem ở trên mạng ấy, nó là cái bộ lắp ghép ô tô máy bay bằng nam châm robot ấy. À thế, cái này nó có nam châm để lắp ghép à? Đây này, chứ không phải đầu con robot đây này. Đúng rồi, khi mình lắp ghép xong thì nó sẽ ra một con robot như thế này này. Rồi giờ bạn mình thử lắp ghép cho các bạn nhà mình xem là có dễ không. Lúc đầu lắp cái đầu này vào này. Cái đầu này có thể bẻ ra được cả bạn nhìn ơi. Đúng rồi, bẻ ra được đây này, là ra đầu robot đây này. Đấy, xong bây giờ mình sẽ lắp những cái chân trước nhá. Chân là cho hai cái xe đây, xe này là xe trộn bê tông này, một cái chân này. Đấy. Ui, nhanh không? Ừ, cái này tớ xem ở trên TV rồi. Chân là cái xe ben này, đấy, được hai cái chân rồi này cậu ơi. Thế còn bẻ đằng sau ra là hai cái cánh tay này, mình sẽ lắp cho cái máy bay đi. Đấy, một cái máy bay này. Em Cam đưa cái gì đấy? Em Cam đưa cho anh cái gì ạ? Rồi, một cái máy bay được chưa? Ui, cái tay là cái máy bay luôn à? Xong rồi còn một cái tay khác là một cái xe gì nữa nhỉ? Cái thuyền đi cậu ơi. Đây này, cái nhìn có cái thuyền này. Cho cái thuyền này vào nhá. Cho cái thuyền này lên này. Đấy, cái đuôi của cái thuyền đâu rồi? Đây rồi. Wow, đấy, tớ lắp xong rồi này. Ten, cậu nhìn thấy chưa? Wow. Sau khi lắp xong một con robot này. Quá là đẹp luôn. Đấy, robot đóng đầu này.
mở đầu ra nào. Đấy, mình có thể xóa ra robot bất kỳ lúc nào này. Robot này á, như là một cái bộ sắt hình Lego ấy, đúng không cậu ơi? Rồi, một bên tay robot là máy bay trực thăng, một bên là một chiếc thuyền, còn hai cái chân của robot chính là hai cái xe, một cái xe ben và một cái xe trộn bê tông này. Nhìn thấy chưa? Ngầu không? Cậu nhìn thấy ngầu không? Đấy. Đây là robot biến hình xe đấy. Robot biến hình xe và phi thuyền và máy bay nhé mọi người. Đấy, sau khi em lắp ghép con robot này xong, tôi thấy bạn Nhím lắp ghép rất dễ dàng luôn mọi người. Đúng rồi, bởi vì những cái này nó có khớp đây này, nó có khớp nam châm hết là mình chỉ được. Nó nhẹ nhàng lắm. Đúng rồi. Đây này, ở đây em mình chỉ cần để hơi hơi ở đây thôi là nó đã hút vào luôn rồi nhá. Cho nên cái bộ đồ chơi này các bạn mà tầm 3 tuổi là đã có thể chơi được rồi. Ờ đúng rồi, bộ đồ chơi này chơi dễ lắm. Mỗi một cái xe là nó gồm 3 phần này, mình có thể lắp ghép vào nhau rất dễ dàng luôn. Đúng rồi. Đây này, lắp ghép vào như này. Đấy. Thành một chiếc xe rồi. Chúng mình có thể biến đổi được nhá. Đầu xe có thể là cái cánh quạt được, ví dụ nhá. Tớ sẽ lắp ghép cho mọi người thử xem. Nhấn căn nhặt lên đi. Đây, ví dụ tớ sẽ đổi cái đầu xe này lắp với cái thân cánh quạt này của cái máy bay này. Máy bay cũng được nha. Đấy. Mình thích biến thành hình gì cũng được các bạn ạ. Mà lắp dài ra cũng được nhá. Trông hay không? Đấy, nó như trò chơi xếp hình đấy. Mà cái xe này nhá, nó cạnh rất là bom luôn. Mọi người để ý này, mọi người nhìn này. Đấy. Ui. Con robot này á, tớ xem trên Shopee ấy, người ta bán với giá là 380.000 đấy cậu ơi. 380.000 ạ? Ừ, 380.000 mà được con robot này à. Có thể biến đổi hơi bị nhiều kiểu luôn. Mà chất liệu nhựa của nó cực kỳ xịn luôn. Mỗi con robot này nó sẽ đóng trong cái hộp như này các bạn ơi. Có thể làm quà tặng sinh nhật cũng được đấy. Những cái này chơi dễ này cho em Cam chơi cũng được luôn. Em Cam có thích chơi không? À có à.